Hôm nay Phương lại ngồi đâu đây? Ngồi ở hộ con này. Ngồi ở nhà ông bà ngoại con. À, đấy ngồi nhà ông bà nhưng bà không quên nhiệm vụ đúng không? Hello teacher. Hello. Happy. Happy teacher. Hello. Đó là xem cái bài gì nữa đây? Nè. Bên từ Phú à. Cảm giác ngoài nữa. Đi. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Các bạn comment tên đầy đủ để cô điểm danh nha. An Phú nè. Hello teacher. Oh, good evening nha. No, hello, right. Okay, let me check a little bit about the students today. So, do you remember about the previous class? Các con còn nhớ là buổi hôm trước mình học về cái gì không? Oh, thank you about sweet. Tháng 11 vui, mạnh khỏe và càng ngày xinh đẹp. Yêu con. Okay. Nào các bạn nha, comment cho các bạn yes. Vui vẻ toys. Oh, con toys. Cái màu xanh này cháu biết đấy. Em ở đâu? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Oh my god, you need to take a picture and send to the Facebook. Oh, thank you Diệu Anh. Trời ơi, thật sự là rất là ngọt ngào nha. Thank you. Con vẽ gì đây? Con vẽ là hôm sau cô về trường con dạy à? Diệu Anh vẽ cô về trường con dạy à? Cô thấy con vẽ. Dạ. Ôi trời ơi. Diệu Anh đang sống ở đâu? Where do you live? Con ở Nam Định. Nam Định xa lắm mà nha. Ok, thế bây giờ cô và Diệu Anh cùng xem các bạn hôm nay có những bạn nào nhá. Wow, hôm nay chà, hôm nay thấy yêu thương nhau nhiều ghê. Comment tên không quên comment I love you. Trời, thank you. Nào, bây giờ nha, mình ok, thank you Diệu Anh nha. Chút nữa thì cho con xin cái một cho cô xin một kiểu ảnh với cái bức tranh đấy với đủ màu sắc nha. Vâng ạ. Ok. Yeah, thank you. Trời ơi, xúc động quá. Hôm nay thì vừa thấy Hiệp đăng bài là đăng bài hát tặng đáng yêu chứ. Hôm nay các bạn làm cô bất ngờ quá. Rất nhiều bạn luôn. Nào, rồi ôi, nhưng mà bất ngờ đến đâu đi chăng nữa thì mình cũng rất muốn các bạn là nhớ cái bài hôm trước mình học nha, ok. So, did you remember about the previous class? Các bạn còn nhớ không nào, vừa comment tên cho cô, vừa comment những cái câu Phạm Khánh Hà. Ôi, Khánh Hà ơi, đáng yêu nha. Playtime, yes, Thùy Dương, exactly. Okay, playtime. So, how many activities
Haven't I taught you how many? Oh wait, hôm nay ngày gì mà được yêu thương nhiều thế này? Oh my god, look at this. Yes, now so, nhi. Này, biết là nhi rồi, nhưng mà nhiều bạn tên nhi. Nào. Biết là nhi rồi. Now so. Yes, I will share the screen of the class now. Yeah. At the previous class, we have started about 10 good 10 activities about playtime, right? À đúng rồi, đúng rồi, mình đã học 10 động từ về hành động trong cái giờ giải lao đúng không nhỉ? Okay, who is drawing? No, no, no drawing. Mặc dù là biết là thích lắm nhưng mà không được drawing đâu nha. Okay, now I will clear drawing. So, để ôn lại bài cũ nha. Hôm trước thì cô có chấm được mấy bài thôi. Còn chắc là do cô bận với cả cô cũng chưa xem được bài ấy. Vì vậy là cô cũng bỏ sót một số các bài của các bạn. Cô có chưa chấm. Tuy nhiên là để có thể chữa cho các bạn về cách phát âm ấy. Thì bây giờ cô sẽ cùng đọc lại và review lại cho các bạn một chút nha. The first, yes, we study about catting. Good. Một số bạn sẽ đọc là kitting hay là kating gì đó. Thì I don't know how you can deal with it. But I think that you need to practice more about this word. Right. Catting. Okay. If you don't know how to pronounce this word, just comment for me, right? So the first one is catting. Bắt. The second word today. Nào, có người bắt thì phải có người ném, right? Có throwing. Good job. Throwing. Yeah. Yes. Throwing, right? Và tiếp theo đó là có từ hitting. Real name of Poppy. Okay. Hitting. Đúng, hitting, đánh. Kicking. Kicking. Đá. And jumping. Jumping nha. Ping, ping. Jumping. Dancing. Right? Dancing. Một số bạn đọc là jumping. Cô không biết tại sao đọc là jumping. Nhưng mà đây là jumping. Right? Jumping. Okay. Dancing, good. Cô thấy bài của Ngọc Khuê rất là hay. Bài Ngọc Khuê vừa piano này, vừa dancing, vừa singing. Oh my god, you're so smart. You're so creative. Bạn rất sáng tạo nha. And singing, right? Con cá là cả lớp là ở đây thì có rất nhiều bạn biết dancing và singing này. Rồi là skating, giống như bài của Tiến Minh này, thần đồng Virupic toán của lớp mình. Ok, nào, skating. Skating đó, như là đây là nhắc ở lớp nói chung và nhắc riêng Tiến Minh nhá, là skating. Và hôm trước Tiến Minh có gửi một cái video là trượt ván thì nó là skateboarding. Ok, skateboard, cái ván board, skate trượt, trượt ván skateboard, và hành động nó là skateboarding. Từ thứ 9 là riding. Someone of you call this reading. No, 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 right. It's riding. Riding, riding something. Riding a bike, riding a horse, right? Riding a motorbike as well. Riding a bicycle is based on you. And the last activities here we got is running. Giống như là cái ví dụ hôm trước mà Hiệp với cả cô cũng lấy ví dụ ấy, là cái ví dụ về quê mà trêu chó đấy. Đấy, về quê trêu chó. Là vì chó đuổi nên là cái từ running, right? So, nhớ nha, mình sẽ okay, skateboarding. Mình sẽ nhớ về cách đọc của các từ, đúng không? Ở đây có một số bạn mình chưa biết viết. Tuy nhiên là mình sẽ nhớ về cách đọc của các từ để sao mà mình dùng cho nó chuẩn nhất nhá. Okay. So, move to the lesson today. We will move on. The lesson today is about this, that, these, and those. Okay. This, that, these, and those. Okay, look at here now. Look at here. Nào, hôm nay mình thay vì học vocabulary, mình học về từ vựng thì mình sẽ học một chút về cấu trúc nha. Tại vì là sẽ có một số các bạn hỏi cô như sau. À, đây cô sẽ đặt ví dụ nhé.
Ok, cô sẽ đọc ví dụ cho cả lớp nào. Ok. I'm here, have a teddy, right? There is a teddy here. Mm-hmm. It is near me. Cái bạn teddy này có đang gần cô không nhỉ? Bạn này đang rất gần của cô đúng không? À, teddy. Teddy thì đang ở trên tay của cô Ngọc luôn đúng không? Thì mình sẽ gọi là this teddy is mine. Cái bạn gấu teddy này là của cô. Ok. Nhưng mà vào một lúc nào đấy cô sẽ không thể cầm teddy mãi ở trên tay được đúng không? Cô sẽ để bạn ở đây. Bây giờ bạn đang ở đâu rồi? Bạn ở xa cô đúng không? Đúng. Thì mình sẽ gọi là bạn kia. Ok, bạn teddy kia. Đây, teddy đây. Teddy chào các bạn đây nào. Đấy. Bạn kia. Đó. That teddy. Ok, now. One more time we say. Khi mà có một bạn teddy đúng không? This teddy. Ok, but when he is far from me, we call this that teddy. Ok. When we want to express about one thing, just one thing only, just one thing. Okay, once again, this teddy. Now, this teddy. Khi mà một bạn teddy ở gần, một vật ở gần mình, thì mình dùng là this, có nghĩa là đây. Okay, this teddy. Teddy này. Okay, teddy này. Okay. Còn bây giờ cô sẽ lùi ra đằng sau đúng không? Oh, look at it, ở trên giường của cô có một bạn gì kìa? Có một bạn meo meo đúng không? Đây, có bạn gấu bông to đùng kìa. Uh-huh. Thì kia là that, kia, that, that teddy, con gấu kia. Uh-huh. À, khi mà muốn chỉ một vật đúng không? Nào bây giờ cô sẽ mời một bạn nhá. Một bạn nào. I want one of you to... Okay, let's say for me some example about this and that. À, Kim Ngọc. Kim Ngọc chưa gọi rồi này. Thùy Dương chưa gọi rồi này đúng không? Who nào? Cô vừa hứa với bạn Nhi đúng không? Bạn Nhi. Thì lớp mình hiện tại bây giờ là đang có 5 bạn Nhi. Đang có 5 bạn Nhi. Đấy, và cô đang không phân biệt được là cái bạn Nhi. Nhi ơi. Nhi mà có nick Zalo Vũ Ngọc Lan ấy, tên Nhi là cái gì Nhi ấy con nhỉ? Bạn ấy cũng rất hay hỏi bài và bạn ấy cũng rất là tích cực trong quá trình học nha, Nhi. Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Nhi nào? Nhi nào? Đây, cô. Ok, bây giờ một bạn lấy ví dụ là giơ tay, giơ tay. Giơ tay xem là mấy có hiểu dí dát là cái gì không? Oh my god, Vũ Phương Nhi. Vũ Phương Nhi đâu nhỉ? Đây cô đang tìm cái Phương Nhi nó đâu nhỉ? Admin. Ok, Vũ Phương Nhi, can you? Ngọc cô này à? Ai đấy? Vân. Giận cô nha, ôi dồi ôi. Lớp này truyền thống giận ôn Nhi không ấy à? Ồ, thế chắc Nhi đi đâu ấy các bạn ạ? Hello, con ơi. Dạ. Ơ mà mở cam xem nào, máy hình như là máy không mở được cam. Cô không thấy tắt. Ôi trời ơi. Thanh niên hiếu học đây rồi nhưng mà camera thì ở tít ở trên đầu. Ok, đâu đâu ngẩng lên nào, mình ngẩng lên cô. Có thể là con sẽ không nhìn được màn hình nhưng mà thi thoảng có bảo ngẩng lên thì mình ngẩng lên nhá. Rồi. Các bạn có nhìn thấy Phương Nhi không? Yes, Phương Nhi here. Okay. I have a pen here, right? Phương Nhi, I have a pen. So, we can use this or that pen. This or that here. This is a pen. Good job. This is a pen. Now, cả lớp này, one more time we say, this is a pen. Ok, nhất là cái bạn Nguyễn Hoàng gì gì đây, Nguyễn Hoàng Nguyên hay Nguyễn Hoàng Ngọc cái gì ấy mà cắt tóc mái xinh xinh này, cô đang thấy đang đọc theo, có mẹ ngồi cạnh ý thì xinh quá. Đây xem nào. Đó, Phạm Phú Tiến Minh đâu, thanh niên đâu, thanh niên này là rất hay là phải đây này, tôi sẽ add bạn Phú Tiến Minh lên để xem là có đọc được không nha. Nào Phú Tiến Minh. Hello, can you hear me? Hello teacher. Good job. So I have a pen. I have a pencil. It's far from me. So
We can use this or that. That is pen. Pencil, yes, that is a pencil. Good job. Okay, that with this, nó chỉ đơn giản là một cái ở gần và một cái thì ở xa thôi. Đây, kia, okay. Em Phạm Phú Tiến Minh hôm trước cô sửa cái phát âm chữ skate thì con đã phát âm được chưa nhỉ? Đâu rồi? Hello? Hello, teacher. Okay, Phú Tiến Minh, can you read out loud the word? Bây giờ cô chữa bài cho Tiến Minh một chút, để Tiến Minh phát âm lại chữ trượt ba tin rồi nè. Skate. Ôi trời ơi, cảm ơn con trai nhá. Cô đã phải quay một cái video hình bắp ngô để để sửa video cho Minh. Ok, thank you Nhi, thank you Minh nha. Rất là hiểu bài rất là nhanh. This, đây, that, kia. Khi mình chỉ một vật, vật đó có thể là ở gần, vật đó có thể là ở xa mình. Ok. So thank you Vũ Phương Nhi, Phương Nhi em Tiến Minh. One point on class Jojo. Thank you. Rồi mỗi bạn một điểm ở trên class Dojo nha. Ok, nào xem nào, tiếp tục nào. Đây là this và that, rồi mình sẽ quay lại với bài học của mình nha. This and that is singular. Ok. This and that is singular. Đó chỉ một vật đơn. Ok. We use this and that when we want to mention about one thing. It can be near or it can be far from me. Okay. Cái vật đó thì là chỉ một vật là một này. Và nó có thể ở gần mình. Là dùng this. Và cái vật nếu ở xa thì mình dùng that. Tương tự là mình. Ngoài việc là mình muốn chỉ một vật đó, thì bây giờ mình cũng muốn chỉ rất nhiều vật. Ví dụ như bây giờ cô có tận một đống nắm bút ở trên tay đi. Okay. Nó rất là gần cô đúng không? Cũng là ở gần. Nhưng mà mình lại không dùng được là this. Mà mình phải dùng là these. Okay. These pens are mine. Những cái bút này là của cô. Okay. These pens are mine. Okay. Và nếu mà muốn chỉ những cái bút ở xa. Ok, ở xa mình nha. Cô đang nói về cái mức độ xa. Nhưng bạn sẽ thắc mắc là cô thế nào được là xa? Là những vật con không thể với tay vào ấy. Đây, cô giả dụ cô không với được đi. Đấy, cô không với được. Những cái bút kia. Those pens. Ok, one more time. Those pens. Ok, nào. Bây giờ mình sẽ stop share nha. Lại nào. Ok, cô nhìn thấy một học sinh đang nhắn okay. Yeah, nào, đúng rồi nha. Ok, it is this pen. Nào, cả lớp đọc theo nào. These pens. Những chiếc bút này. Ok, one more time. These pens. Ok, nào, cô đặt xa chúng nha. Cô đặt xa ra cô này. Cô đặt xa nào. Those pens. Những cái bút kia. One more time. These pens, những cái bút này. Those pens, những cái bút kia. Ok, nào bây giờ để có thể cho các bạn nhìn rõ hơn nha, thì mình sẽ vào trang slide tiếp theo nha, để xem là this, that, these, those thì dùng thế nào nhỉ? Now, look at this picture, right? Listen and say. Now I will play a video, I will play a display for you to listen. And your mission here is say out loud. Nhiệm vụ các con là nghe và sau đó sẽ nói to nha. Are you ready? Yes or no? Now, who say yes, who say no? Yes, cô đang nhìn nha. Có thể là cô sẽ không nghe được tiếng của các con, nhưng mà hiện tại ở trên màn hình của cô ấy đang là một cái màn hình lớn với tất cả những cái bạn đang tập trung ở đây, đúng không? Thấy lúc nào cô cũng nhìn chằm chằm vào màn hình này là cô đang xem bạn nào say yes, bạn nào say no đấy. Now, are you ready? If you yes, ok, thấy ôi rồi đấy, thấy chưa? Yes, ui Thùy Dương nóng lắm rồi.
Dương nóng lắm rồi. Nào, ok nào. Nghe nhá. One. This ball is green. Two. That ball is orange. Three. These skates are blue. Four. Those skates are red. Okay, we will listen one more time about this, that, these, and those. Focus on it. One more time. One. This ball is green. Okay, at the first sentence we got, this ball is green, right? This ball is green. So, this ball, nào đúng không? Cái quả bóng này so với cái bạn đang nói, đúng không? So với cái bạn Nam đang nói thì rất là gần. Bạn ấy chỉ gần xuống là đến luôn, đúng không? This ball is green. Quả bóng này thì màu xanh lá cây. And how about the sentence 2? That ball is orange. Okay, at the sentence 2. Nào, bây giờ ngoài việc bạn nói là quả bóng này màu xanh ra thì bạn nữ kia bắt đầu. À, thế quả bóng này màu xanh à? Thế quả bóng kia này. Quả bóng kia này. Tận đằng kia cơ. Kia kia, đằng kia kia. Cái quả bóng ở đằng kia kia. Nó màu cam, đúng không? That ball is orange. Okay. Cái quả bóng ở đằng kia kia. Nó màu cam. Right. And how about sentence 3? Okay, so next we got these skates are blue. Okay, ở đây thì có một số đặc biệt một chút nhá. Skate, nó là số nhiều rồi, tại vì nó có tận hai đôi giày đúng không? Hai đôi giày mà ở gần thì chắc chắn không dùng được zip rồi, mà phải dùng là these. Những đôi giày trượt này. Những đôi giày trượt này. Okay. These skates. Okay, one more time we say these skates. Tốt lắm. And next sentence 4. Four. Those skates are red. Okay, at the sentence 4 we got those skates are red. À, những đôi giày trượt ở đằng kia kìa. Đó, thì màu đỏ. À, thì các bạn đã nhận ra được cái quy luật khi nào dùng this rồi này. Khi nào dùng that, khi nào dùng this và khi nào dùng those chưa? Đúng không? Tóm gọn nhá. Là this. Nào, this và these thì dùng cho vật ở gần. Khi mà this thì dùng với một vật. Còn these thì dùng với hai vật trở lên. Cho vật ở gần. Ok, ở gần thì cô sẽ cho ở gần cái người nói nha. Ở gần người nói nha. Ở gần so với người nói nha. Còn tiếp theo, với that và those dùng cho những vật ở xa. Đây, xa so với người nói. Đây, cô cho cái này nó dài ra, có nghĩa là nó đang ở xa nhá. Và nó với that thì dùng cho một vật, còn với those thì dùng cho hai vật trở lên. That's all. Đấy, nó chỉ đơn giản như vậy thôi đúng không? Nào, how about this? Con thấy tiếng cô to mà tiếng bạn nhỏ à cô? Bật to lên á. À, tiếng của cái video nhỏ hả? Tiếng cô bé quá. Đâu? Đúng rồi, đâu? Để cô xem nha. Ok. Để cô xem nào.
Đấy. Cô bật to hết cỡ rồi. Này, chuẩn luôn. Nghe được không? Alo 1 2 3 4 các bạn có nghe thì tiếng của cô Ngọc không? Có. Có như nào? À, bây giờ giống kiểu các bạn đi giống kiểu ở nhà bố mẹ chuẩn bị hát karaoke đấy à? À, alo alo 1 2 3 4 có nghe thấy không ạ? À, ok ok. Tiếng video nhỏ quá. Đúng rồi, tiếng video thì hơi nhỏ, đến cô nghe ở ngoài cũng thấy nhỏ mà. Ok, không sao, nhưng mà có cô đọc cho là được rồi đúng không? Vẫn chuẩn như đài mà. Ok, dạ có. Nào, mình tiếp tục nha. Mình vừa học xong this này, that and these và those, right? This, that, these and those. À, mình sẽ xóa cái này đi nha. Xóa hết đi. Rồi. Hôm sau nếu bạn nào muốn ôn lại bài thì mình có thể xem videos này có đăng ở trên nhóm, trên YouTube ấy. Có đăng ở trên YouTube, các bạn chỉ cần search là Pantado và sẽ thấy các videos của cô Ngọc ở trên đó cùng với các video của lớp cô Thư và lớp cô Hương nhá. So, nào bây giờ mình sẽ clear out the next. Listen to the story. Đã lâu lắm rồi mình không được nghe một story ngắn nào đâu. Short story gì đúng không nhỉ? Thì hôm nay cô sẽ cho các bạn nghe thoải mái luôn. Ok. Now we need to listen the story. Là các bạn xem có nghe to không nhá. Nếu mà không nghe to comment cho cô biết nha. Ok. Pages 108 and... Ok, các bạn có nghe rõ không? Ở lớp nghe rõ không? Nghe cái tiếng của cái đài ấy. Đây này. Yeah, có. Ok nào, thế bây giờ các bạn tập trung nha, nghe bài nhá. 109. Activity 5. Listen to the story. I'm not tired. Hi, Anne. Hi, Mrs. Ramos. Thanks for babysitting, Anne. Is Jimmy sleeping? No, he isn't, Mrs. Ramos. What's he doing? He's jumping on his bed. It's time to go to sleep, Jimmy. I'm not tired. What's he doing now? He's dancing. It's quiet. Is he sleeping? Yes, he's sleeping now. Okay, now this story is I'm not tired. Con không mệt. Oh, okay, now the first picture we will see a mom set to babysitting is Jimmy sleep. Cái bức tranh đầu tiên thì mình sẽ thấy là mẹ có một bà mẹ này đang alo cho chị An đúng không? Chị An là chị giữ trẻ, chị trông trẻ, mà bạn trẻ ở đây cụ thể là bạn Jimmy. Thì gọi điện cho cái chị babysitting này thì hello với hai thôi. Sau đó thì mẹ đến bức tranh thứ hai thì mẹ còn nói là thanks for babysitting and is Jimmy sleeping? Đó thì mẹ có gọi điện là cảm ơn An vì đã giúp cô trông cháu. Thì bây giờ là Jimmy ngủ chưa ấy nhở? Đó, thì bây giờ bên chị An trả lời nào? Không cô ạ. Ui giời, không cô ạ. Thế xong bắt đầu cô hỏi, ô thế á? Thế em ấy đang làm gì thế? Đấy, thì bạn cô chị An chị trả lời nào nhỉ? He's jumping on his bed. Ồ, từ jumping hôm trước mình học rồi đúng không? Jumping, nhảy. Ping, ping, ping lên. Ok, he's jumping on his bed. Trời đất ơi, Jimmy nó đang nhảy ở trên giường kìa. Jimmy đang nhảy ở trên giường đúng không? Ok, rồi xong tiếp tục là it's time to go to sleep. It's time to go to sleep, Jimmy. Thế bây giờ là chị An chị vào chị bảo là đến giờ ngủ Jimmy ạ. Đến giờ ngủ Jimmy ơi. Thế Jimmy bảo
Không, em chẳng mệt gì cả. Không, em chẳng mệt đâu, em chẳng mệt đâu. Thế là em chẳng ngủ nữa. Thế đến bức tranh 5 thì mẹ gọi điện nào. Ô, thế cháu nó đang làm cái gì ấy cô? Thế bây giờ nó hết nhảy rồi xong nó làm gì? Nó lại còn vừa nhảy ping ping, nó còn vừa bây giờ nó còn chuyển sang cái chế độ là múa múa nữa. Đó, thế là một lúc sau đến bức tranh cuối cùng, mẹ thì nghe có vẻ là yên ấm rồi đấy, yên yên rồi, không thấy là có tiếng động gì, thì mẹ nói là oh it's quiet, có vẻ là yên lặng rồi, thì có phải là bạn ấy đang ngủ rồi không? Oh yes, An trả lời, cậu ấy đang ngủ rồi ạ. Đó, thì trong bài này đúng không, mình bắt gặp rất nhiều động từ mà mình đã học và một số động từ mới. Ok, the first, sleeping. Giống như cô Ngọc bữa nào cũng nói các bạn sau buổi học là okay, brush your teeth, wash your face and go to sleep. Right, sleep, ngủ. Thì trong trường hợp này đó là sleeping, đang ngủ. Ok, có từ jumping, mình đã học trước rồi là nhảy này. Uh-huh. Có từ dancing là múa này. Uh-huh. Right. Và bây giờ có cái từ rất là lớn, đó là từ tired. T-I-R-E-D. Tired, mệt. Ok, mệt nha. Thế bây giờ bạn Jimmy có mệt đâu cả lớp? Các con comment cho cô nào. Don't spam. Jimmy có sợ ngã giống Five Monkey jumping on the bed không? Ôi đất ơi. Ôi trời đất. Đâu đây cả lớp là có are you tired? Cả lớp mà nghe chuyện xong là chỉ liên tưởng đến chuyện à không luôn, cả lớp đều đồng thanh say no, I'm not tired, never. Học lớp cô Ngọc làm sao mà mệt được, học thì chỉ có 30% thôi, còn chơi là chính à? Có chơi không? Chơi nhưng vẫn vào đầu được đúng không? Chơi nhưng mà vẫn nhớ bài được là tốt. Right. So, trong câu chuyện vừa rồi thì mình có sleeping, ok, có jumping, có gì nữa nhỉ? Có dancing, right? Và mình có thêm một cái từ mới, đó là từ tired. Hôm nay Trần Nguyên Khang có We Are The Pirate hả? Ôi dồi ôi, cướp biển vùng Caribe. Rồi mình có từ tired, right? Mệt. Và cô biết rằng cả lớp bây giờ vẫn tươi tỉnh lắm. Thì bây giờ mình sẽ làm một chút bài tập về this, that, these and those nha. Ready? Ready không? Are you ready for the exercise now? Are you ready? Ôi comment nào, comment to let me know that nào, nếu mà không các bạn không yes, các bạn không comment được thì sao? Ôi nhiều quá, bây giờ nó mới loát lên trời. Yes, yes. Và bây giờ mình sẽ đổi gió một chút nhá. Đổi gió một chút để mình làm bài tập trên đây cho cô nào. Ok. Can you see the screen of the class? Các con có nhìn được trên bảng không? Yes, okay, yes. Good job. So, look at this. Today our exercise is just about this or that, these or those. Mình chỉ xoay quanh mỗi từ là đây hoặc là kia. Những cái này hoặc những cái kia thôi. Okay. So, the first, I want one of you. Bây giờ cô sẽ gọi một bạn nha, cô sẽ gọi một bạn làm cho cô câu đầu tiên nào. One. Who can easy say for you? Đây là các bạn Ngọc Hân rồi nào, Ngọc Hân rồi. Tại vì là cô tiện ở trên cái màn này, cô đến đâu thì cô gọi bạn đấy nào. Hân ơi. Ôi rồi. Hello, can you hear me? Con chào cô. Oh, nghe được rõ đúng không con? Yes, now, so, I have the first question. Câu đầu tiên cũng là câu mở đầu cho chuỗi bài tập của các bạn ngày hôm nay. Vì vậy Hân sẽ cố gắng làm tốt cho các bạn để các bạn làm tốt đằng sau nhá. Vâng. Ok, nào. Thì con cũng vào chậm nên là con cũng không biết lắm đâu. À, vào chậm thì con biết, con hiểu gì về this, that, these và those không? Có. Có một chút đúng không? Thế bây giờ mình thử sức với hai câu đầu tiên nhá.
Ôi, một câu đầu tiên nữa cô. Ok, một câu đầu tiên nào. So look at here, look at here, hun. Look at the picture. Look at the picture. Mình có đáp án those và this. Thì bây giờ con nhìn này, có ở đây là pan, cái bạn này là bạn gì đây? Panda. Ok, pandas. Đây là có nhiều bạn hay là chỉ có một bạn? Tầm hai bạn ạ. Ừ, hai bạn thì gọi là số ít hay số nhiều con? Là số nhiều ạ. Đúng rồi, cứ từ hai bạn trở lên gọi là số nhiều. Vậy thì chắc chắn là số nhiều là chỉ chọn these hoặc là those thôi đúng không? À, và bây giờ con sẽ check xem là ở đây có đáp án gì nhá. À, ở đây có this và those thì con sẽ chọn đáp án nào? Those ạ. Ok, con nào one full sentence please, con đọc cả câu nào. Those are pandas. Ok nào, nhớ ending sound cho cô nào. Those are pandas. Those are pandas. Now those. Those are. Are pandas. Panda. Panda. Pandas. Ok, nhớ là phải một cái nha. Một cái nhưng mà nó lại thêm một từ những rồi đấy. Thank you, high five please. Tốt lắm, vào trọng nhưng mà vẫn nhớ bài, vẫn hiểu bài lắm. Tuyệt vời, một điểm trên Class Dojo nha. Mỗi một bạn gọi này là sẽ có một điểm thêm. Nào bây giờ tiếp, nào bây giờ Hân gọi con cho cô. Con tắt mic cô nhá. Ừ, con tắt mic và con gọi cho cô một bạn nào. Gọi cho cô một bạn đó. Con gọi bạn Hiệp. Hả? Bạn Hiệp có học không cô? Hiệp á? Vâng. Hiệp á? Thế vâng. Cô để cô tìm cái Hiệp xem Hiệp nào. Hiệp thì thường thường buổi tối là Hiệp phải học ở trên trường. À, hôm nay không có Hiệp. Vâng, thế bạn Võ Minh Khang. À, Võ Minh Khang à? Võ Minh Khang hay Trần Nguyên Khang? Võ. À, Võ Minh Khang. À? Võ Minh Khang, đâu xem nào. À, Võ Minh Khang thì không biết là tóc mọc dài chưa. Nhưng hôm trước là thấy cắt là trắng lắm. Ai rồi có nhìn kìa. Ok. Con không thấy bất ý vì con chỉ học bằng... Hello, teacher. À, thế là Hân là nhớ tên Khang rồi nha. Rồi, Khang. Hello, can you hear me? Yes. Yes. Okay, we move to the next question today. Okay, look at this. Look at this, right? In the second question, we got this or that. Which one will you choose? This. Why? But the... This is a baby chimp. Ờ, tại sao con lại chọn this? Tại sao con lại chọn this nhỉ? Tại vì đó chính là số ít. Ừ, số ít nhưng mà that cũng là chỉ số ít mà. À, thế con nhìn nhá, nhìn mũi tên nào. Thế đây là vật ở gần hay ở xa nào? Thế là vật ở gần hay ở xa? Ở gần. Đúng rồi, ở gần thì mình chọn that. This. This. Đúng rồi, nào con đọc cả câu nào. This is a baby chimp. Đợt này mà lâu lâu không gặp là có cái khả năng phát âm cũng hoành tráng phết nhờ. Được. Thôi cổ thì con tắt mic nhá. Ok, Ngọc Hân nhờ. Thank you, Ngọc Hân em Võ Minh Khang. Yes. Ôi, nhìn... Con đã có học một trường tiếng Việt và con buổi chiều con còn học tiếng Anh từ 3 giờ rưỡi cho tới 4 giờ 50. Các bạn nghe thấy chưa? Người ta học tiếng Anh từ 3 giờ rưỡi đến 4 giờ 50. Preschool English. Aha. Preschool English. À, có nghĩa là các con cũng phải học thêm tiếng Anh nhiều và luyện tập nhiều thì các bạn mới có khả năng luyện phát âm như này đúng không? Đúng. Không có cái gì tự nhiên cả. Minh Khang nói đúng đấy. Nào. Được rồi, thế thì cô hy vọng là xong thời gian sắp tới khi mà Minh Khang trả bài nha. Minh Khang dạo này bận quá, Minh Khang không trả bài cho cô. Thế là Minh Khang sau trả bài để xem khả năng phát âm Minh Khang nào để cô kiểm tra nha. Thế bây giờ Minh Khang gọi cho cô thêm một bạn nữa nào. Một bạn mà làm một phát ba câu được cái con. Trần Nguyên Khang. Trần Nguyên Khang á? Ôi trời, à hôm nay á, nó lại mặc cái áo khủng long giống cô Ngọc cái này. Để có Apin, à đội luôn. Nào đây này, Trần Nguyên Khang. Hello.
Hello. Good evening. So, I will share the screen and you will finish this for me, okay? Okay. Now, so in the picture three, can you see it? Picture three. Ở picture three nào thì ở đây là con nhìn xem nào. Cái mũi tên nó đang ở chỉ ở xa này. Nếu mà ở dưới nó chỉ xa này, là ở, vật ở xa đúng không? Thì ở đây có bao nhiêu con cá heo đây? Two. Two, yes, we got two dolphins here. So, it's a singular or plurals? Đây là plurals, yeah, it's plurals. And when we plurals, we mà lại còn thế nào nhỉ? Lại còn pha nữa thì mình chọn this hay là those? Hả? Those. Ôi trời ơi, nào thế bây giờ cô không cần giải thích nữa, con làm luôn cho cô hai câu tiếp theo nào. Now, those or that? Those. Câu tiếp theo, câu tiếp theo nào. Câu tiếp theo có bạn Aguna. Là bạn gì nhỉ? Bạn... That hả? That. Đúng rồi. Thứ nhất là chỉ có một bạn. Một bạn thì có thể là this hoặc là that. Tuy nhiên là cái mũi tên này nó chỉ khá là xa này. Chỉ tận cao này này. Thì có nghĩa là cái bạn này ở xa so với người nói. Vì vậy mình đúng that. Nào thế còn từ cuối cùng nào? Từ cuối cùng nào? Ui, alligator. Nào, how many? Alligator. Cái gì có how many alligators here? How many? Two ones. Yeah, two ones. Okay, good. So, when we got two ones, is singulars or plurals? Nên số ít hay số nhiều nhỉ? Số nhiều ạ. Ừ, đúng rồi, số nhiều. Mà cái mũi tên nó lại chỉ ở gần thì cho nên con chọn đáp án nào? This. Còn cái này đọc là this nha. Không mà đọc sai là thành zip đấy. Đúng không? Rồi, thank you. Mình cũng check đáp án của ba bạn làm rồi nha. Wow. Có ghi say. Ok, thank you. Đúng hết thảy rồi đây này. Đúng hết thảy rồi đây này. Võ Minh Khang này, Trần Nguyên Khang này. Vừa nãy còn có cả Hiền nữa. Đúng không? Rồi, thank you ba bạn nha. Ok. Đợi tí nào con remove pin ra. Wow. Mới bài đầu tiên thôi mà cô khàn giọng quá. Thế là bây giờ vì cô khàn giọng cho nên là cô sẽ gọi một bạn để gọi hai bạn hoặc là ba bạn, bốn bạn đi. Bốn bạn đi để làm bài tiếp cho cô nhá. Làm bài tiếp cho cô nhá, không là cô Ngọc nói nhiều quá. Nào, who can? Raise your hands. Who can? Kim Ngọc này, Trung Kiên này, Kim Ngọc hôm trước có điểm rồi. Kim Ngọc hôm trước có điểm to rồi. Rồi thế Trung Kiên sẽ ở Trung Kiên hôm trước cũng có điểm rồi, cái nhóm của Kim Ngọc với Trung Kiên này. Mà diễn tả hành động ấy tên là đội kia không đoán được, đúng không? Ok nào, who can, ai nữa nhỉ? Hà Giang, Gia Hân này, hôm nay tại vì là có những bạn mà chưa được gọi thì cô sẽ gọi nha. Gia Hân. Gia Hân hôm nay học một mình à? Dạ vâng ạ. Ừ, rồi thế bây giờ cô gọi tiếp một bạn nữa, bạn nào nhỉ? Who can nào? Cô cần bốn bạn, bây giờ có Gia Hân là một này. Có bạn nào nữa không? Phương Nhi vẫn giơ tay. Phương Nhi điểm rồi, chịu khó làm bài tập đi để tăng điểm. Nào, ai nữa, để cô xem một loạt. Có cái bạn ghi là cô không gọi con thì con giận nên là bạn nào ấy? Lương Hà An này, Nguyễn Lương Hà An này, để cô add bạn này lên. Rồi, hello, can you hear me? Hello, teacher. Good job. À, đây, cái thanh niên đây. Đây, hóa ra là bạn này. Thế con tên gì đây? Em chào cô. What's your full name? It's Vân. Vân. Đổi ngay tên. Đổi ngay tên mà luôn. Nào bây giờ còn một bạn nữa nào. Thủy Dương rồi, Ngọc Hân rồi. Thủy Dương, Ngọc Hân có điểm rồi. Nguyễn Khang có điểm rồi. Thế cô cần có cái bạn mà Phú Tiến Minh thì thi Olympic điểm cao rồi. Nha. Rồi, còn bạn nào không? Đỗ Bảo An hôm trước điểm cao rồi. Oggy Phạm Khánh Hà rồi. Đây, bạn này.
Nào, Apin. Oh, no. I'm here. Ê, Khánh Hà đây rồi, Jimmy Chang. Ok, good. Now we got four girls here. Lượt đầu tiên là ba bốn bạn này nha. Chuẩn bị là chúng mình sẽ làm hoạt động nhóm. Ok. Hân, Hà An, Vân và Hà thân mến. Hôm nay mình sẽ cùng hoạt động nhóm nha. Cô lập ra Class Dojo để các bạn có thể liên lạc với nhau và hoạt động nhóm cũng như là học nhóm, tự liên lạc cho nhau để học nhóm ấy. Tuy nhiên là có vẻ là các bạn chưa quen. Vì vậy là ở trên lớp thì cô sẽ hướng dẫn các bạn là hoạt động nhóm nha. Bây giờ mà câu nào bạn nào biết thì bạn bây giờ chọn ra cho cô một nhóm trưởng, một người có thể đại diện cho các bạn trả lời các bạn nào. Các bạn có đang nhìn thấy Hân, Hà, Lương, Hà An, Vân với cả Khánh Hà không? Hay là chỉ nhìn thấy mỗi cô thôi? Anh chỉ nhìn thấy mỗi cô thôi. À, thế là khi quay lại video ấy, khi mà các con xem lại video thì các con sẽ thấy là các con sẽ được pin lên trước lớp. Các con sẽ được ở trên trước lớp và sẽ không còn video nào khác ấy. Đấy, thì hiện tại bây giờ nhá là cô đang nhìn thấy Hân, Hà An, Vân và Khánh Hà được rồi. Ô, cô tưởng là các bạn có thể nhìn được nhau chứ nhở? Các bạn có thể nhìn được nhau chứ nhở? Ông nãy còn nhìn thấy Phạm Vân kìa. Đang thấy được Phạm Khánh Hà cơ. À, có nghĩa là bạn nào nói thì sẽ nhìn thấy cậu Quỳnh này Vân. Thế bạn Giao Hân thử nói xem nào. Giao Hân say hello nào. Hello. Em thấy này cơ. À, Hân nói to là tại vì là Zoom ấy, khi nào mà nói thì nó sẽ hiện lên người đấy đúng không? Hân nói là. Hân say hello là Hân ơi. Hân đi Hân. Ở đây thì thấy rồi này. À, đấy là còn Hà An thấy rồi. Nó hiện lên rồi này. Đúng rồi, đúng không? Cái Zoom này là cứ nói thì là nó sẽ hiện lên ý. Now, are you ready? Yes. Okay, great. I will share you the screen about the next exercise. Cái bài này nó không hề dễ đâu các con. Nào, nhóm trưởng sẽ là người được sử dụng màn hình của cô ngày hôm nay. Who can? Vân này. Right. Hay Hà An, hay là Gia Hân, hay ai đây? Hay là Khánh Hà? Ai đây? Hi. I'm right everybody. Vì sự an toàn của cả lớp, bây giờ cử cô một nhóm trưởng thôi, xong cô sẽ kéo cho. Nào, bây giờ nha, bây giờ cô sẽ gọi từng bạn một trong nhóm. Nào, Gia Hân. Gia Hân trước, chưa? Gia Hân đâu? Yeah, okay, look at this. How can we fill in this blank? Nào, cái blank này, cái ô trống này con điền nào nhỉ? Crocodile. Nào, cái từ gì mà crocodile với cả alligators nó có sự khác nhau một chút đấy nhỉ? Vâng. Nó cũng là con cá sấu nhưng mà nó vẫn khác nhau đấy. Con học rồi. Đúng rồi. Nào, thế giờ bạn ấy biết là có con cá sấu đúng không? Ô, Gia Hân lại bị tắt mic rồi. Nè. Cô bỏ mic cho Gia Hân nhá. Ok, Hân mở mic cho con nào. Đúng rồi. Thế con chọn đáp án là có alligators đúng không? Dạ vâng. Ok, those are alligators. Good. Nào, tí nữa check đáp án xem có đúng không nhá. Nhóm đầu tiên chọn those alligators. Nào, cả lớp comment cho cô nào có đúng không? Đúng các con. Alligators. No. Nào, bây giờ cả lớp cô đố đấy, cô đố đấy. Mình phát hiện là crocodiles with alligators. No. Yes. This is a dinosaur. Oh, wait, dinosaur. À, đúng rồi chưa? Dinosaur. Nào, bây giờ cô phân biệt nhỉ? Không, bây giờ cô phải ngoài lề thôi. Vừa nãy bạn Vân có nói là cái từ alligators và cái từ crocodiles, các con biết không? Đây cô không biết đây tại vì có nhiều bạn không biết viết. Con biết viết. Ok, nào bây giờ cô hỏi thôi là alligators với cả crocodile khác nhau thế nào? Linh Phương à. Tú. Cái gì nhỉ? Cái quên mẹ bạn tên Linh Phương, Tú Phương đúng không? Tú Phương nhắn tin cho cô bảo là cô gọi con đi. À, bây giờ nhiều bạn biết lắm, bạn đã biết. Bạn đã biết cộng 5 điểm luôn này.
Con. Ai? Con. Tú Phương ai? Tú Phương hay là Vân? Con ạ. Thôi, cha hả? Bảo. Hả? Không biết. Con biết là con đi viết, con học cái này từ lâu rồi. Ai đang nói nhỉ? Dinosaur hình như là khủng long. Ai đang nói? Crocodile. Đúng rồi, crocodile và alligator đều là con cá sấu. Đều con cá sấu. Tuy nhiên chúng nó vẫn có sự khác nhau. Nó đều có sự khác nhau. Nhau chữ. Đúng không biết đấy, đúng không nó biết đấy, cả nhóm này mà không biết nhau chữ ngoài chữ A. Chữ A là giống nhau. Không phải chữ A là giống nhau. Alligator và crocodile đều là cá sấu, tuy nhiên nó có sự khác nhau đấy. Con sẽ gọi Tú Phương để Tú Phương giải đáp các thắc mắc cho các con nhá. Yeah. Vừa học vừa đâu nhỉ, cái Phương đâu? Phương để tên là gì đấy Phương ơi? Không tìm được. Gào lên. À Tú Phương. Rồi bạn Trịnh Hữu An này nói bài tiếp theo. Theo cô gọi con không? Con nữa là gần 3 tháng cô không gọi. Phương à, Phương ơi giải thích cho cô nào, alligator với crocodile khác nhau nào? Để con đoán thử nha. Alligator là chỉ số nhiều và helicopter ít đúng không? Không phải. Mấy cô sẽ hướng dẫn nha. Cái con alligator như các bạn nhìn ở trên màn hình như này, cái con alligator này là cũng là con cá sấu đúng không? Con cá sấu tuy nhiên là cái phần mõm nó ấy, thì nó nhiều có hơn. U. Cái phần quai hàm của nó hình chữ U nó bè ra, con biết những cái con cá sấu ở trong với mấy thú không? Đấy. Nó hình chữ U, ui cái khoang miệng nó to mà kiểu như là nuốt ngọc vào vẫn nuốt được ấy, con hiểu không? Cái miệng nó to thế cơ mà đúng không? Nhưng mà cái con crocodile, cái con crocodile bây giờ con sẽ hướng dẫn nha, con sẽ share screen nào. Con crocodile thì nó có cái mõm hình chữ V như này này. Đúng không? Con alligator nó sẽ như này. À, còn con crocodile cái mõm nó như này. À, hiểu chưa? Rồi, nào các bạn nào. Alligator. Crocodile. Ok, đấy là kiến thức ngoài lề thôi nha. Kiến thức ngoài lề thôi đấy. Còn đương nhiên là mình lại bài ngày hôm nay nhờ thank you Tú Phương nha. Thế bây giờ Tú Phương nhận hội luôn nào. Bây giờ tiếp tục đến Vân nào. Yeah. Vân nào, vừa nãy là bé Vân. Là bé Hân làm rồi, đến bé Vân nào. Yeah. Ok, Vân. I want you to Vân. Fill in this. Nào bây giờ điền cho cô chỗ này nào. Ừ. Cái cơ là căn điền nào. Cái mũi tên như này tức là ở xa rồi này. Căn điền that is a flower. Wow, that is a flower. Flowers, okay. Nào tiếp tục nào. Một bông hoa nên không gọi flowers. Flower mà, không phải flowers. Flower thôi. Số chính bên ngoài chỉ số nhiều. Đúng rồi, mà flower này số ít, ai có chữ S đây? Ai nghĩ? Nào tiếp tục nào, tiếp tục mà điền cho cô chỗ này là bạn Hà Lương cái gì? Cái gì nhỉ cái tên? Cái gì nhỉ? Nguyễn Lương Hà An rồi. Hà An thì mình tên thế. Thôi cùng mỗi tôi nhớ mỗi chữ lương rồi. This is a hat. Good job. This is a hat. Thứ nhất đây là chỉ có một vật, thứ hai là nó ở gần nên mũi tên chỉ vào đây nó gần này. Tốt rồi, tiếp tục nào. Tiếp tục bạn cuối cùng nào, bạn Hà nào. Bạn Hà đến cho cô chỗ này nào. Cái đồng hồ dài và đụng nó cũng cắt đau lắm. Bạn Hà nào. Mệt quá. Nào. Bạn Hà mà. Khánh Hà Jimmy Tranh ý. Con gần đây ạ. Ừ, đây Khánh Hà Jimmy Tranh. Điền cho cô chỗ này nào. Đây. Sao lại họ? Nhanh lên nào.
Đây là cái ô con thắt chặt. These are umbrellas. Yes. These are umbrellas. Nào bây giờ Jimmy Chang sẽ là người đảm nhiệm trả lời nốt cho cả nhóm hai câu này, trả lời sai cả nhóm không được điểm, trả lời đúng cả nhóm được điểm. Cố lên, cố lên, cố lên. Now, so, at this year, we have, chỗ này nào. This is a dinosaur. Wow, this is a dinosaur. Yes, the last yes. one is, those are fish. Those are fish. Rồi, số nhiều của cá thì vẫn là cá nhá. Fish. Thế là cả nhóm đúng không? Cả nhóm hôm nay... Mỗi bạn, one point on the class dojo, lương, ui nhìn lương Hà An cả, ui rồi. Mấy con, cười con không? Mấy cái, ôi trời ơi, em tiết kiệm nụ cười với cô thế. Ok, rồi thank you, rồi Tú Phương, hôm nay Tú Phương ngồi bà ngoại, Tú Phương có quả ghế dài, to. Rồi nha, con mệt quá đúng không? Và bài này, this, that, this và đâu thì nó cũng chỉ đơn giản như thế thôi. Và con đâu có mệt đâu. Ừ, không mệt đúng không? Không hề mệt, không hề. Nhưng mà bây giờ cũng muộn rồi. Bây giờ cũng muộn rồi các con ạ. Đó, bởi vì là bây giờ cũng đã 9 giờ rồi, đúng không? Và bài this, that, this của chúng ta thì đã được hoàn thành rồi. Và cô sẽ giao bài tập cho các con làm bài ở trên nhóm Zalo vào sáng ngày mai nhá. Còn nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là gì nhỉ cả lớp? Là gì nhỉ? Đúng không? Let's go to bed. Go to bed hoặc là go to sleep. Yeah. Nhớ nhá, mình sẽ có bài tập của cô ra vào sáng ngày mai. Không, cô sẽ không chắc chắn được giờ nào bởi vì cũng phụ thuộc vào việc thầy Vương đăng video nữa. Ok, tuy nhiên là cô sẽ ra bài vào ngày mai và các bạn nhớ làm bài tập nha. Nhưng trước khi đi ngủ thì nhớ là đánh răng rửa mặt rồi mới đi ngủ nha. Good night and goodbye. See you soon on Friday. Bye bye. Goodbye. See you later. See you later. I will. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher.